Xin chào các bạn. Quân đoàn trong Quân đội Nhân dân Việt Nam là một đơn vị có quy mô lớn trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, trên cấp sư đoàn, thuộc quyền quản lý trực tiếp từ Bộ Quốc phòng. Mỗi quân đoàn sẽ bao gồm đầy đủ các quân binh chủng hợp thành là bộ binh, pháo binh, công binh, tăng thiết giáp, đặc công, hóa học, thông tin liên lạc cùng một số các ngành đặc biệt khác trong quân đội như xe máy, quân khí. Nhiệm vụ chung của quân đoàn là tham mưu về công tác quân sự, tác chiến, cơ động, chiến lược trên các địa bàn đặc trách được giao. Hiện nay, Việt Nam có 4 quân đoàn chủ lực. Đây là lực lượng cơ động chiến lược của quân đội. Các quân đoàn đã được bố trí đóng quân trên các địa bàn chiến lược trọng yếu của đất nước. Quân đoàn 1 và 2 đóng tại miền Bắc. Quân đoàn 1, binh đoàn Quyết thắng, Bộ chỉ huy quân đoàn 1 đặt tại Tam Điệp, Ninh Bình. Quân đoàn 2, binh đoàn Hương Giang, Bộ chỉ huy quân đoàn đóng tại Lạng Giang, Bắc Giang. Quân đoàn 3, binh đoàn Tây Nguyên, Bộ chỉ huy đặt tại thành phố Pleiku, Gia Lai. Quân đoàn 4, binh đoàn Cửu Long, Bích tường thép của miền Đông Nam Bộ, bộ chỉ huy đặt tại Dĩ An, Bình Dương. Ban lãnh đạo của mỗi quân đoàn gồm một tư lệnh và một chính ủy, quân hàm cao nhất lên tới cấp thiếu tướng. Một vị phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng, một vị phó chính ủy, các cấp phó này có quân hàm cao nhất là đại tá. Quân đoàn 1, binh đoàn Quyết Thắng đây là đơn vị cấp quân đoàn thực thụ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thành lập vào ngày 24 tháng 10 năm 1973 tại Ninh Bình. Nhiệm vụ chính của quân đoàn 1 bấy giờ là bảo vệ miền Bắc và sẵn sàng chiến đấu khi nhận được nhiệm vụ. Đến năm 1975, trong cuộc tổng tiến công mùa xuân với chiến dịch Hồ Chí Minh, quân đoàn 1 với khẩu hiệu Thần tốc, quyết thắng đã cấp tốc hành quân 1.700 km trong 11 ngày, trực tiếp tham gia chiến đấu trên hướng Bắc Sài Gòn, giải phóng Bình Dương. Sau đó tiếp tục đánh chiếm bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ngay sau giải phóng, quân đoàn 1 lại một lần nữa thực hiện cuộc hành quân thần tốc từ miền Nam trở về miền Bắc làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cơ động, dự bị chiến lược của bộ. Quân đoàn 1 vinh dự được tuyên dương là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1985. Quân đoàn 1 có rất nhiều vị chỉ huy nổi tiếng trong lịch sử như Đại tướng Lê Trọng Tấn, Thượng tướng Lê Quang Hòa, Đại tướng Phùng Quang Thanh. Hiện nay, các lãnh đạo cấp cao trong quân đội bao gồm Đại tướng Phan Phan Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần, từng là chỉ huy và có thời gian công tác tại Quân đoàn 1. Ngoài các cơ quan đơn vị trực thuộc, các đơn vị cơ sở chiến đấu chính của Quân đoàn 1 là Sư đoàn Bộ binh 308, Đại đoàn Quân Tiên Phong, Sư đoàn Bộ binh 312, Đại đoàn Chiến thắng. Sư đoàn Bộ binh 390, đại đoàn Đồng bằng, lữ đoàn pháo binh 368, lữ đoàn phòng không 241, lữ đoàn xe tăng 202, lữ đoàn công binh 299. Quân đoàn 2, binh đoàn Hương Giang, được thành lập vào ngày 17 tháng 5 năm 1974 tại Thừa Thiên, nay là tỉnh Thừa Thiên Huế. Với khẩu hiệu: Thần tốc, táo bạo, quyết thắng, quân đoàn 2 đã tham gia các chiến dịch lớn như chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh và bảo vệ biên giới phía bắc. Mùa xuân năm 1975, quân đoàn 2 tham gia chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng, tham gia chiến dịch Tây Nguyên. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, quân đoàn đã đánh chiếm dinh độc lập, cắm cờ trên dinh và bắt sống nội các Việt Nam Cộng hòa. Sư đoàn 3 của quân đoàn 2 sau khi đánh vũng tàu xong được gọi ra Bắc, phòng thủ biên giới ở Lạng Sơn. Đội hình quân đoàn 2 tổ chức lại với các sư đoàn 325, 324, 306, 341 tham gia đánh Khmer Đỏ. Đầu năm 1979, khi quân đội Trung Quốc gây hấn, Bộ Quốc phòng đã có kế hoạch dùng máy bay chở quân đoàn 2 ra Bắc, nhưng đến nơi thì quân Trung Quốc vừa rút lui. Quân đoàn 2 vinh dự được tuyên dương là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1985. Hiện nay, Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, từng là chỉ huy và có thời gian công tác tại quân đoàn 2. Ngoài các cơ quan và đơn vị trực thuộc, các đơn vị cơ sở chiến đấu chính của quân đoàn 2 là sư đoàn bộ binh 304. Đoàn Vinh Quang, sư đoàn bộ binh 306, sư đoàn bộ binh 325, lữ đoàn pháo phòng 0673, lữ đoàn tăng thiết giáp 203, lữ đoàn pháo binh 164, lữ đoàn công binh 219. Quân đoàn 4, binh đoàn Cửu Long, được thành lập vào ngày 20 tháng 7 năm 1974 tại chiến khu Dương Minh Châu, miền Đông Nam Bộ. Trước đó, quân đoàn mang tên Bộ chỉ huy 351, chủ lực của miền tiền thân của đơn vị là các sư đoàn trụ cột 5, 7, 9. Trước đó, đơn vị chủ yếu huấn luyện bộ đội người Việt và đào tạo cả những du kích tại Campuchia. Đồng thời, chống cự với quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cả quân đội Hoa Kỳ ở quy mô cấp sư đoàn. Sau khi thành lập, với chức năng là quả đấm chủ lực cơ động mạnh, quân đoàn 4 tham gia các chiến dịch giải phóng Phước Long, Dầu Tiếng, Trơn Thành, Định Quán. Sau đó, đơn vị tách làm hai cánh để bao vây Sài Gòn, theo hai hướng Đông, Tây, đánh Lâm Đồng, Xuân Lộc, giải phóng Biên Hòa, đánh chiếm biệt khu thủ đô và một số mục tiêu quan trọng ở nội thành Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4, đơn vị làm nhiệm vụ quân quản thành phố Sài Gòn ra định. Năm 1978, quân đoàn 4 có 3 sư đoàn chủ lực, 7, 9, 302, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và đánh khơ mê đỏ ở Campuchia. Với những chiến công vang dội, quân đoàn 4 được phong tặng danh hiệu bức tường thép của miền Đông Nam Bộ và tuyên dương là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1980. Khẩu hiệu của Quân đoàn 4 là trung thành, đoàn kết, anh dũng, sáng tạo, tự lực, quyết thắng. Ngoài các cơ quan và đơn vị trực thuộc, các đơn vị cơ sở chiến đấu chính của Quân đoàn 4 là Sư đoàn Bộ binh 9, Sư đoàn Bộ binh 7, Đoàn bến tre, Sư đoàn Bộ binh 309, Lữ đoàn pháo binh 434, Lữ đoàn phòng không 71, Lữ đoàn công binh 550, Lữ đoàn tăng thiết giáp 22. Quân đoàn 3, binh đoàn Tây Nguyên được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1975 tại Tây Nguyên. Ngay sau khi Tây Nguyên được giải phóng, ngày 26 tháng 3 năm 1975, Trung ương ra quyết định thành lập Quân đoàn 3, đánh dấu sự ra đời của quân đoàn chủ lực cơ động thứ tư của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay sau khi thành lập, Quân đoàn 3 hành quân cơ giới xuống Nam Bộ, tập kết ở Củ Chi và đánh Đồng Dù rồi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Từ năm 1978, Quân đoàn 3 truy quét đánh đổ Khmer Đỏ và giải phóng toàn bộ Campuchia. Từ năm 1979, quân đoàn bàn giao toàn bộ địa bàn Campuchia cho quân đoàn 4 tiếp quản. Từ năm 1987, quân đoàn 3 trở lại đóng quân ở khu vực Tây Nguyên, tham gia truy quét phản động tại Tây Nguyên. Với những chiến công hiển hách trong chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, quân đoàn 3 được tuyên dương là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1979 và được nhà nước Campuchia tặng thưởng Huân chương Angkor vào năm 1979. Khẩu hiệu của quân đoàn 3 là quyết thắng, sáng tạo đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, tự lực. Ngoài các cơ quan và đơn vị trực thuộc, các đơn vị cơ sở chiến đấu chính của quân đoàn 3 là sư đoàn bộ binh cơ giới 320, đoàn Đồng Bằng, sư đoàn bộ binh 10, đoàn Đắc Tô, sư đoàn bộ binh 31, đoàn Lam Hồng, lữ đoàn pháo binh 40, lữ đoàn phòng không 234, lữ đoàn Tam Đảo, lữ đoàn xe tăng 273, đoàn Sơ Lâm, lữ đoàn công binh 7, đoàn Hùng Vương. Bên cạnh bốn quân đoàn chủ lực, hiện nay quân đội nhân dân Việt Nam vẫn có các quân đoàn khác sẽ được kênh giới thiệu trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo.